Anh em thấy em về con cưa lọng này ok không? Quá đỉnh luôn anh em nhá, dập như máy khâu luôn. Con này này, cắt gỗ này, cắt sắt này, cắt anu này, cắt ống nhựa PVC này, cực kỳ tuyệt vời luôn anh em nhé. Nói đồng là 100%. Máy có thể cắt nghiêng 30 độ, 60 độ, 90 độ tùy anh em được điều chỉnh. Đấy, 6 tốc độ điều chỉnh cho anh em mình. Nắp dao anh mình có thể nắp xuôi, nắp ngược ok hết. À, còn một điểm nữa em muốn giới thiệu anh mình. Đó là con này nó sử dụng điện là 220V. Và ổ cắm nó là ổ cắm 3 chấu. Đấy, ổ cắm 3 chấu thì các bác sẽ thấy là những cái kiểu như là TV này, tủ lạnh này, cũng như điều hòa này, nó hay sử dụng là cái ổ cắm 3 chấu để chống giật á. Thì con này nó tích hợp luôn với chức năng đó luôn. Hàng xuất Âu nên nó rất là an toàn. Và con này thì cùng anh đang thanh lý giá rất là rẻ nhá. Giá chỉ có hơn 400 thôi. Anh em mình đặt hàng link bên góc tay trái. Một điều lưu ý nữa là muốn hướng anh em này, đó là TikTok Shop đã bỏ cái chế độ là kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, nên là anh em mình khi mà nhận hàng ấy, mình sẽ không được kiểm tra hàng. Nhưng các bác sẽ được quyền hoàn trả hàng trên TikTok Shop trong vòng 3 ngày. Tức là mình được dùng thử này, test thử này. Nếu mà cảm thấy ok mới nhận, đánh giá 5 sao cho shop. Còn anh em mình là mà cảm thấy không ok thì mình liên hệ shop. Xong rồi mình sẽ bấm hoàn hàng ngay trên TikTok Shop nếu mà sản phẩm không đúng như quảng cáo nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Chúc các bác nhiều sức khỏe nha.